Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Hoàn Trọng Thuật và trở lại video này. Tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta tạo danh sách thả xuống hay còn gọi là drop down list ở trên Google Sheet các bạn nhé. Ok, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thì đây là một cái file Google Sheet của mình. Và làm thế nào để có thể tạo ra được một cái danh sách thả xuống cho cái bảng tính này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Thì đầu tiên chúng ta cần phải biết được cái vị trí chúng ta cần đặt cái danh sách thả xuống. Ở trong cái ví dụ này mình sẽ nhấp vào ô C4 để bắt đầu tạo một cái danh sách thả xuống. Thì sau khi mình đã nhấp chuột vào ô này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là gì ạ? Rẽ chuột lên phần chèn các bạn nhé, lên mục chèn ở đây. Và sau đó chúng ta sẽ chọn vào trình đơn thả xuống các bạn nhé. Chúng ta nhấp vào đây. Thì như vậy nó sẽ có một cái cửa sổ bên tay phải hiện ra với tên là quy tắc xác thực dữ liệu. Và ở đây thì chúng ta đang làm cho phạm vi ô là C4. Được chưa? Và tiêu chí là trình đơn thả xuống các bạn nhé. Rồi sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái lựa chọn cho cái danh sách thả xuống này. Bạn có thể thêm rất là nhiều cái lựa chọn cho trình đơn thả xuống nếu như bạn muốn. Bây giờ mình sẽ lựa chọn đầu tiên là ở cột chức vụ này thì mình ghi là, và ở đây thì bạn có thể thêm màu sắc cho cái chức vụ này. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là màu đỏ này đi, được chưa? Rồi ở lựa chọn thứ hai thì mình sẽ ghi là, và ở đây mình sẽ chọn là màu xanh. Tiếp tục mình sẽ thêm một mục khác và ở đây thì mình sẽ ghi là, mình sẽ chọn là màu sắc như thế này đi. Tiếp tục thì mình sẽ thêm một mục khác ha. Rồi, sau khi mà bạn đã thêm hết các cái danh sách ở trong danh sách thả xuống của bạn rồi á, thì chúng ta sẽ nhấn vào xong các bạn nha. Rồi, như vậy là chúng ta đã tạo xong cái danh sách thả xuống cho ô C4. Bây giờ để mà có thể tạo được tất cả những cái danh sách thả xuống của những cái họ và tên còn lại á, thì chúng ta sẽ nhấp chuột vào ô mà có chứa danh sách thả xuống đã tạo ra. Và khi chúng ta rẽ chuột vào góc dưới thì chúng ta sẽ thấy được là một cái dấu cộng hiện ra. Bây giờ chúng ta nhấp vào dấu cộng này và kéo nó xuống, phiêu hết toàn bộ những cái nhân vật ở bên trong cái danh sách bảng tính này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhấp chuột vào hình tam giác của mỗi cái danh sách thả xuống để chọn vào đúng cái chức vụ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ ở đây. Đây chính là cách mà chúng ta tạo ra danh sách thả xuống hay drop down list ở trên Google Sheet các bạn nhé. Và cũng là cách mà chúng ta thường làm để có thể tạo ra được nhiều cái thuộc tính ở trên cái bảng tính. Ví dụ như trong quá trình chúng ta muốn tạo ra một cái bảng tính để follow công việc lẫn nhau chẳng hạn, hoặc là tạo ra một cái bảng tính để tạo ra những cái checklist công việc hoàn thành ở trong một ngày chẳng hạn, thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng drop down list ở trên Google Sheet để tạo ra được một cái bảng tính sôi động và hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu của chúng ta. Và đến đây thôi, chúng ta đã có thể tạo ra được một cái danh sách thả xuống ở trên Google Sheet rồi. Hy vọng cái topic này nó hữu ích với các bạn. Đừng ngần ngại dành vài giây nhấn vào nút like video và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.